Xin được cảm ơn tiết mục giao lưu vừa rồi của các bạn nữa. Và quý vị các bạn thân mến, sẽ có thể là có kết quả của thanh niên điện. Bây giờ thì ban tổ chức xin kính mời đại diện của bốn đội, các bạn có thể lên trên.